cho các bạn. Ta-ta. Cái cây hồng hồng xinh xinh này đố các bạn biết là cây gì đúng? Đấy. Cây này là cây vạn lộc nha mọi người. Cây vạn lộc thì đã trở thành một loài cây mà quen thuộc với rất là nhiều gia đình, đã quen thuộc với chúng ta rồi. Thì tuy nhiên không chỉ đơn thuần là một loài cây trang trí, cây vạn lộc còn có mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp hơn này. Đặc biệt là đối với những người mà hợp tuổi ấy, vì vậy thì hãy cùng cây đời, hãy cùng cây đời có thể khám phá ý nghĩa của cây phong thủy và cách trồng của cây ý nghĩa phong thủy và cách trồng của cây vạn lộc phù hợp với cho các bạn nhé. Thì nguồn gốc và ý nghĩa của cây vạn lộc thì về nguồn gốc của cây vạn lộc thì cây vạn lộc này thì hay còn gọi là cây thiên phú, là một loài cây thuộc họ giấy nhá. Nguồn gốc của cây này là xuất phát từ Indonesia và Thái Lan. Sau đó thì nguồn gốc của cây này là từ Indonesia và Thái Lan. Sau đó thì được nhân giống và trở nên phổ biến ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Thì cây vạn lộc này thường trồng ở không gian trong nhà và ngoài sân để trang trí và tạo cho cái sự thanh mát và sinh động hơn trong cái không gian sống của mình. Đấy. Thật ra thì cái cây vạn lộc này thì được phân ra thành hai loại là có điều phổ biến nhất. Đó là cây vạn lộc đỏ và cây lộc và lòng xanh. Thì mỗi loại cây đều có những đặc điểm phân biệt được khách hàng yêu thích và thẩm mỹ, và cái giá trị tài lộc của nó cao. Thì cái trên tay mình đang cầm đây là cây vạn lộc đỏ. Đây là một loài cây vạn lộc đỏ, là một loài cây thân thảo và mọc theo bụi đó, không có sự phân cành và nhánh. Thì lá của cây sẽ là hình dạng kiểu trứng vịt lộn đó. Nó tròn tròn nhọn phần đuôi như thế này, rất là xinh đó. Thì cái cây vạn lộc này thì dày và khi non thì nó có màu hồng phấn. Sau quá trình thì cây vạn lộc nó sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm như thế này. Màu hồng đỏ thẫm như thế này thì xếp tầng và đan xen sẽ tạo thành hình thú độc đáo, đẹp mắt. Loài cây này trở thành một trong những loài cây trong nhà được yêu thích trong năm nay, mang đến giá trị thẩm mỹ cao và tài lộc cho gia chủ sở hữu cái cây này. Và cái vạn lộc đỏ này thì có khả năng giúp cho mình hòa giải và những cái âm khí, nguồn gốc năng lượng tích cực cho gia đình đó. Ưu điểm của cây vạn lộc này thì vừa nói xong. Về cái ý nghĩa phong thủy thì cây vạn lộc này mang ý nghĩa về sự may mắn và phúc lộc, bởi cái vạn lộc có nghĩa là một lượng lớn từ trong lộc, từ lộc, và có nghĩa là tiền bạc và sự may mắn. Khi kết hợp hai từ này thì vạn lộc mang ý nghĩa là rằng sự phúc lộc may mắn sẽ đến mãi mãi, và đặc biệt là khi cây này ra hoa thì có dấu hiệu tốt, tài lộc đang tăng lên trong gia đình của mình. Cây vạn lộc đỏ này là một loài cây rất phù hợp với những người mệnh hỏa, và vì cái màu sắc của nó giống như màu lửa ấy. Việc trồng cây vạn lộc này đỏ này sẽ giúp cho gia chủ của chúng ta, gia chủ sẽ mang lại nhiều tài lộc và may mắn. Thì tuy nhiên người mệnh hỏa thì cần lưu ý là không nên quá bốc đồng, vì điều này sẽ trở nên nguy hiểm trong cuộc sống. Vì vậy thì ổn định sứ mệnh của người mệnh hỏa thì khi trồng cây vạn lộc đỏ thì nên chọn chậu màu sắc cũng như là màu trắng, màu xanh để có thể giảm cái tính nóng của mệnh hỏa đi. Mọi người quan sát cái lá của nó, cái viền màu xanh ở trong này thì màu đỏ như thế này. Đặc điểm của cây thì cái cây vạn lộc này thì có lá dày, bề mỏng, bề mặt của nó thì bóng đó, cái rộng mép và lượn sống, ngoại hình đẹp, màu sắc bắt mắt và có kích thước nhỏ. Thì nó rất là được ưa chuộng để làm cảnh ở nhiều công dụng, trong đó thì khả năng lọc khói bụi này, hấp thụ các chất độc để có thể bay hơi trong khí CO2 ra không khí. Thứ hai là về công dụng của cây vạn lộc thì giống như các loài cây khác như là cây lưỡi hổ thì cây vạn lộc này có khả năng làm sạch không khí và có thể cải thiện được chất lượng không khí trong không gian sống. Vì vậy nó được coi là một loài cây mà có tác dụng để trừ tà, để mang lại sức khỏe cho gia đình. Cây vạn lộc này thường trồng ở trong các chậu nhỏ bằng sứa hoặc là trồng nhựa như thế này để có thể trồng thủy sinh, có thể trồng đất để trang trí phòng khách, nơi làm việc hoặc là văn phòng, giúp cải thiện cái không khí và tạo ra cái môi trường sống đẹp, tươi mát. Cách trồng của cây vạn lộc này thì có một loài cây canh cải trong nhà thì cái cây vạn lộc này thì rất dễ trồng và thích nghi, có thể dễ dàng trồng ở mọi môi trường. Tuy nhiên thì nếu không biết cách chăm trồng thì cây này cũng sẽ trở nên khó khăn nhá. Về cách trồng thì để trồng cây vạn lộc này, tự trồng tại nhà thì bạn có thể trồng trực tiếp vào đất và trong chậu thủy sinh hoặc là trong chậu đất. Thì cần đất phải giàu dinh dưỡng và tơi xốp để cho cây nó bảo đảm là thoáng mát, không khí phát triển tốt. Và cái cách chăm sóc cây vạn lộc này thì cần có cái môi trường để có thể để cho cây này phát triển tốt hơn, thì giúp cho cái cây trồng thủy sinh hoặc là cây trồng đất có thể để độ ẩm khoảng 7 đến 8 độ, độ cứng. Về chăm sóc sâu bệnh thì cây vạn lộc này thường gặp những cái loại sâu bệnh vi khuẩn thì như là phấn trắng, thổi lá hoặc là sâu tấn công. Thì để ngăn bệnh thì chúng ta cần phải thường xuyên loại bỏ những phần bị sâu bệnh đi, và ngoài ra tưới nước đều đặn và bón phân định kỳ để giúp cây có thể phát triển tốt hơn. Lưu ý, một số lưu ý cho các bạn đó là ngoài những các bạn cần phải đề phòng và phòng ngừa sâu bệnh thì dễ tổn thương cho cây và lá ấy. Thì hãy thường xuyên kiểm tra và loại bỏ những phần bị sâu bệnh đi để có thể ngăn chặn cái sâu bệnh nó lây lan cho các loại mấy cái lá bên cạnh khác. Đó. Trên không. Thì đấy là một số thông tin mà mình vừa chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ số hotline của mình để ở dưới này để có thể gọi cho mình trực tiếp. Trực tiếp mình sẽ hỗ trợ các bạn và nhận ưu đãi tốt nhất để mình sở hữu cái cây này về.